Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sovenas. Và ngay trên màn mình đây là Combo Touch đến từ Logitech. Và các bạn hãy cùng mình trong video này tìm hiểu xem là đối với một cái ốp lưng có cả bàn phím và trackpad như thế này thì nó mang lại một trải nghiệm như thế nào nha. Ok, bắt đầu. Và đối với những bạn nào quan tâm đến sản phẩm Combo Touch này của Logitech thì hiện tại đang có hàng sẵn tại cửa hàng của Sovenas. Nếu như bạn nào quan tâm thì hãy click vào đường link mình để ở phía bên dưới nhé. Ok, vậy thì đầu tiên mình biết là sẽ có nhiều bạn ngồi ở đây sẽ thắc mắc là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là Combo Touch nhỉ? Thì tất nhiên là nó phải có nhiều cái nó đi lại với nhau thì nó mới gọi là combo, phải không nào? Vì cái đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các anh em đó chính là đánh máy. Đấy, thì chắc chắn rồi, cái này được làm ra đánh máy để phục vụ cho việc đó mà. Đó, thì đó là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai ấy là như thế này. Cái thứ hai là các bạn hoàn toàn có thể tháo rời bàn phím ra và để nó như thế này trong để phục vụ cho các việc như là gọi FaceTime này, coi phim Netflix hay là YouTube này. Và nói thật á, là mình nghĩ là không cần có cái bàn phím mà mình để như thế này, mình sử dụng các nội dung, tiêu thụ các nội dung cũng hoàn toàn rất là thoải mái. Còn nếu như mà mình cần công việc thì mình sẽ lắp cái bàn phím vô. Và cái tiếp theo á, đó chính là về chế độ phát thảo, đó chính là các bạn có thể để cái máy này xuống như thế này và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Apple Pencil ở trên đây để làm những cái công việc vẽ hay là viết vời. Và khi mà nói tới cái chế độ này á thì mình phải thật sự là mình phải khen cái mặt đế ở phía sau nha. Bởi vì cái đế này á nó được làm cứng cáp và nó cho mình một cái độ nghiêng vừa đủ để khi mà mình sử dụng Apple Pencil mình không cảm thấy quá là khó chịu bởi vì cái độ nghiêng của nó. Rồi, và tiếp đến chúng ta hãy cùng nói về bàn phím cũng như là trackpad trên cái sản phẩm Combo Touch này nha. Thì cái bàn phím ở trên đây á, mình phải nói thật sự là Logitech đã làm giống y hệt như trên các dòng Apple Magic Keyboard trước đó cũng như là những cái bàn phím mà các bạn có thể thấy trên những con MacBook ấy. Vậy thì cái bàn phím mà chúng ta cũng vẫn sẽ có nút Command này, Option này. Ở phía bên tay trên thì chúng ta sẽ có nút Lock màn hình. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái nút đa nhiệm như thế này hoặc là nút Escape. Đấy. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái nút gọi là tăng độ sáng màn hình, rất là tiện lợi. Và một cái điều mà mình nghĩ là anh em sẽ rất là bất ngờ, đó chính là nút tăng giảm độ sáng của bàn phím. Đây, các anh em không nghe lầm đâu. Chiếc bàn phím này có đèn sáng ở dưới nên bởi vậy anh em nào mà về mà hay làm việc trong đêm ấy thì cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái về điều này. Ngoài ra thì đánh hành trình phím cũng vừa đủ và không làm mình khó chịu như trên bàn phím cánh bướm của Apple. Bàn phím thì ôm tay này và làm cho mình có một cảm giác thoải mái khi mà đánh máy trong một thời gian dài. Và tiếp theo đó là trackpad. Thì trackpad trên đây mình phải nói là nó không quá bự cũng không quá bé. Nói chung là nó không quá bé tới cái mức mà mình phải khó chịu ấy. Nói chung là mình vẫn sẽ có một cái trải nghiệm vuốt vẻ tuyệt vời như trên các dòng Mac. Và phải nói thật là rất là tuyệt đến từ Logitech. Và mình nghĩ là đây là một sản phẩm rất là ok. Mà nhiều anh em ngồi đây chắc cũng biết tới cái sản phẩm gọi là gì ta, Apple Magic Keyboard á, mà cho các dòng iPad Pro á, cái loại mà có trackpad đó anh em, thì nó rất là đắt đỏ luôn ấy. Nó tới đâu đó tận 10 triệu. Nhưng mà cái này thì nó lại có một mức giá tốt hơn rất là nhiều. Và các anh em cũng sẽ có được những cái tính năng y hệt như vậy. Đấy. Và một cái điểm mà mình phải khen về cái trackpad ở đây á, đó chính là về cái độ chính xác của nó. Mình là một người chỉ thường dùng chạm để click vào những cái sản phẩm thôi, như thế này. Đây, mình chạm vào như thế này thôi, chứ mình không hề sử dụng lực để mình click. Vậy thì mình thấy là cái trackpad này nó nhận lực của mình rất là tốt và nó có thể làm cho mình những cái thao tác chính xác nhất. Và mình có thể sử dụng cái trackpad này để làm những công việc như là chỉnh ảnh trên Word hay là PowerPoint này, kiểu như kéo ra kéo vô hay là thậm chí là kéo qua kéo lại. Nhưng mà các bạn biết là nếu như mà các bạn cảm ứng ở trên màn hình bằng những cái tác vụ đó thì nó sẽ cảm thấy rất là khó chịu, nhất là cái việc mà chỉnh ảnh trên PowerPoint nha, mà các bạn lấy cái tay các bạn chỉnh thì nó sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà các bạn có một cái trackpad như thế này thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Ok, vậy thì tóm lại cái việc mà sở hữu cho mình một cái bàn phím cũng như là trackpad như thế này thì anh em sẽ có được một trải nghiệm như thế nào trên chiếc iPad Pro của các anh em. Vậy thì cái đầu tiên đó chính là các anh em sẽ có được một cái cảm giác đánh bàn phím, đánh máy tốt hơn rất là nhiều, dễ chịu hơn và thoải mái hơn. Cái thứ nhất là khi mà các anh em không sử dụng cái này mà các anh em đánh cái bàn phím như chiếc iPad này thì nó cực kỳ, nó chiếm không gian và nó cực kỳ nó khó chịu. Nhưng mà cái việc sở hữu mình của các bàn phím như thế này thì nó đã tối ưu hơn rất là nhiều. Và một cái điểm thứ hai đó chính là các anh em có một cái trackpad chính xác và có một cái không gian vừa đủ để thao tác. Vậy thì những cái tác vụ như là PowerPoint hay là Word này nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn và dễ chịu hơn nữa. Và mình phải nói thật là đối với những anh em nào mà đang cân nhắc mua cho mình một chiếc iPad cộng với một chiếc bàn phím cũng như là trackpad như thế này ấy để làm những cái công việc văn phòng thường ngày, đánh văn bản, Word, PowerPoint hay là Excel thì thật sự rất là hợp lý và đáng để cân nhắc nha. Ok, vậy thì về phần thiết kế của cái sản phẩm Combo Touch này thì sao? Nó có một cái thiết kế về cái độ hoàn thiện cũng rất là đáng khen nha. Ở bên ngoài thì được phủ một tấm vải và phải nói thật là khi sờ rất là sướng và mịn.
các khớp 500 với nhau thì cũng khá là khít và xài có cảm giác khá là chắc chắn. Và mình thực sự thì mình rất là thích cái thiết kế ở đây và nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là tối giản và đơn điệu. Không như những sản phẩm khác thì combo thread này còn cho chúng ta một cái viền khá là dày để bảo vệ cả bốn viền xung quanh, nên khi mà về cái việc va đập hay là rơi rớt trong trường hợp mà ngoài ý muốn ấy thì cũng không phải là vấn đề đâu. Và thêm nữa, khi mà các anh em gặp nó như thế này thì mình phải nói thật là combo touch này đi kèm với iPad Pro thì nó cũng không quá nặng lắm đâu so với một chiếc laptop thông thường, nếu như không muốn nói là nhẹ hơn nha. Thì đó là một cái điểm mà cho bạn nào mà đang thắc mắc về cái việc là liệu cái này cầm đi thì nó có nặng hay không, nó có gây cảm giác khó chịu lúc mà cầm đi nhiều nơi hay là không, thì câu trả lời của mình là không nha. Nó có một cảm giác cầm rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Và cho những bạn nào đang xài iPad Air 4 và đang thắc mắc là không biết cái sản phẩm này có hỗ trợ hay là không, thì ngay trên màn hình đây là nó có hỗ trợ cho các bạn và hoạt động rất là tốt luôn ấy. Rồi và ok, các bạn cảm thấy sao về sản phẩm Combo Touch này đến từ Logitech? Các bạn có hứng thú với những điều mà cái chiếc sản phẩm này mang lại không nào? Với những cái bàn phím, với những cái trackpad thì nó có đủ hấp dẫn các bạn để click vào đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới cửa hàng của Sabonas không? Thì hãy comment xuống phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay cũng như là bổ ích thì hãy like, share cũng như là subscribe cho chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.